Dạ thưa ông, đây là cái giống bò gì đấy ạ? Đây là cái giống bò Saparian của vùng miền Tây của Ả Rập Xê Út. Đấy, tôi nuôi nó được 5 năm rồi, tôi yêu nó như con của mình ấy. Không bao giờ tôi đánh đập hay là ấy, mẹ con chó tối bố mày thịt.